Sau ngày giải phóng 30 tháng 4, tướng tá Việt Nam Cộng Hòa có kết cục ra sao? Xin chào anh em thân mến của Mr. Xuôi. Tháng 4 năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này cũng đánh dấu thất bại quân sự toàn diện duy nhất trong lịch sử nước Mỹ. Washington đã phải bỏ lại đồng minh đang hấp hối của mình để tháo chạy. Đứng trước sự thất bại của nhà nước bù nhìn, hầu hết những người lính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ đều đã sớm đu càng theo Mỹ qua trời Tây. Nhưng vẫn còn đầy rẫy những người bị bỏ lại ở Việt Nam đối diện với chế độ mới. Vậy kết cục của họ sẽ ra sao, bi thảm cỡ nào sau khi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên nắm quyền? Mời anh em cùng Mr. Xuôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Ngày 23 tháng 3 năm 1975, trưởng trạm CIA tại Sài Gòn Tepolga báo về Washington rằng Hà Nội đang giành được nhiều chiến thắng trong khi Việt Nam Cộng Hòa không ngừng thất thủ. Ngày 26 tháng 3, theo báo cáo của Tepolga, tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không còn sau vụ rút khỏi Tây Nguyên và Hà Nội có thể đặt dấu chấm hết cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa một cách nhanh chóng nếu họ muốn. Trong khi đó, việc Đà Nẵng thất thủ trong hỗn loạn như một gáo nước lạnh dội vào miền Nam, người dân hoang mang, binh lính khủng hoảng, tất cả chỉ đang chờ đợi nước Mỹ sẽ đưa họ rời khỏi Việt Nam. Họ sợ hãi phải trả giá cho những gì mình từng làm trong quá khứ. Rạng sáng 28 tháng 3, lợi dụng trời còn tối, Mỹ đã cho một chiếc phà cập bến Đà Nẵng để di tản người Việt làm việc với Mỹ. Tuy nhiên, do rò rỉ thông tin, khoảng 1.000 người nằm ngoài danh sách đã chen lấn xô đẩy để lên phà, khiến nhiều người bị chết đuối và một số đông trong danh sách không lên được phà. Tổng kết lại, Tòa lãnh sự Mỹ và CIA phối hợp với nhau đã di tản được khoảng 50.000 người ra khỏi Đà Nẵng. Nhưng nhiều người Việt Nam trong số từ 3.000 đến 4.000 người làm việc với Mỹ và thân nhân của họ vẫn bị kẹt lại. Đầu tháng 4, trụ sở CIA thông báo cho Tepolga rằng Bộ Ngoại giao sắp ra lệnh di tản toàn bộ nhân viên Mỹ và một số đối tượng người Việt ra khỏi Sài Gòn. Con số này ước tính là khoảng 1 triệu người. Tuy nhiên, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Philip Habib đã quyết định di tản thân nhân trước, trong khi nhân viên Mỹ được di tản thành từng đợt nhỏ nhằm tránh tin đồn Mỹ tháo chạy. Đến ngày 19 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã giảm số nhân viên tòa đại sứ tại Sài Gòn xuống còn 1.250 người. Trong số đó, có 270 nhân viên CIA. Trước nhận định của CIA cho rằng Hà Nội có khả năng pháo kích sân bay Tân Sơn Nhất bất cứ lúc nào, Mỹ đã ban hành lệnh di tản bằng trực thăng. Bên ngoài tòa đại sứ, nhiều người Việt tụ tập xin di tản. 15 giờ ngày 29 tháng 4, cuộc di tản bằng trực thăng do Hạm đội 7 Thái Bình Dương điều động bắt đầu. Trực thăng lớn C-53 di tản nhân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất, ưu tiên cho nhân viên thuộc phòng tùy viên quốc phòng. Trực thăng C-47 nhỏ hơn di tản nhân sự tại tòa đại sứ. Trừ 200 nhân viên tối cần thiết, trong đó có 50 nhân viên CIA ở lại chờ các chuyến bay cuối cùng để xử lý hoàn tất mọi việc, thì tất cả đều được di tản. Đến sáng 30 tháng 4 năm 1975, đại sứ Jim Martin cũng rời Sài Gòn. Quay trở lại với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, việc thất thủ tại Đà Nẵng, Tây Nguyên và một loạt tỉnh, thành phố khác đã khiến Sài Gòn hoang mang đến độ không có viên chức cấp cao nào túc trực tại dinh Tổng thống. Đại sứ Martin đã có hai cuộc gặp với Tổng thống Thiệu trong hai ngày 19 và 20 tháng 4. Cuộc gặp mặt đại sứ, Martin đã huyền chuyển truyền đạt với Thiệu rằng tôi không ép ngài từ chức, nhưng ngài biết quân Cộng sản có khả năng đánh vào Sài Gòn bất cứ lúc nào và nếu ngài không từ chức, tôi e rằng các tướng của ngài cũng yêu cầu ngài làm vậy. Kết quả là ngày 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức và không quên kịch liệt kết án Mỹ đã đưa Nam Việt Nam vào chỗ chết trong bài diễn văn của mình. Để chuẩn bị việc chuyển giao quyền lực, ngày 24 tháng 4, Đại sứ Martin yêu cầu trưởng trạm CIA Sài Gòn sắp xếp cho Thiệu bí mật rời khỏi Việt Nam. Tối 25 tháng 4, cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chính thức giã từ Việt Nam Cộng Hòa, trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, rồi sau đó là Tổng thống Dương Văn Minh. Tại Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn, nhận sắc lệnh nghỉ dài hạn không lương do Trần Văn Hương ký, tướng Cao Văn Viên cũng vội vã giao quyền xử lý thường vụ cho tướng Đồng Văn Khuyên
vào chiều 28 tháng 4. Để rồi vài tiếng sau, người dân thấy ông Viên lặng lẽ, quần theo hành lý, nhảy phóc lên một chiếc máy bay do cơ quan tùy viên quân sự của Tòa Đại sứ Mỹ để bay sang thủ đô Thái Lan trong bộ đồ dân sự, rồi bay thẳng qua Mỹ. Vậy tức là vào thời điểm đó, tất cả bộ máy hành chính cấp cao bao gồm Tổng thống Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, ba viên tướng được Mỹ đỡ đầu nắm quyền lực chính trị và quân sự ngót 9 năm dài ở Sài Gòn, đã nhanh chân chạy ra nước ngoài từ trước ngày 29 tháng 4 năm 1975. Đến trưa ngày 29 tháng 4, Tổng thống Ford hạ lệnh tiến hành cuộc hành quân Operation Frequent Wind. Theo Harry Tutt, 36 trực thăng đầu tiên xuất phát từ tàu Hancock đậu ngoài khơi. Các chiếc khác tiếp sau, tất cả là 81 chiếc nhằm hướng Sài Gòn bay tới. Được bảo vệ bởi các phản lực cất cánh từ căn cứ Thạc Ly, Thái Lan đến, đoàn trực thăng Mỹ làm nhiệm vụ di tản được 1.373 người Mỹ và 6.000 người Việt Nam. Chen chân đến Tòa Đại sứ Mỹ vào xế chiều 29 tháng 4, có cả cựu thiếu tướng người Úc Ted Sharon, từng làm cố vấn quân sự riêng cho Thiệu, cựu đô trưởng Sài Gòn Đỗ Kiến Nhiễu, nhân viên ngoại giao người Nhật Bản, Nam Hàn. Họ cố tìm cách lọt vào bên trong để lên sân thượng. Nhiều người không chen nổi bị bỏ lại một cách tàn nhẫn. Đến ngày 30 tháng 4, lần lượt các ông tai to mặt lớn như Vĩnh Lộc, Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng một ngày, vừa nhậm chức hôm 29 tháng 4, Trần Văn Trung, Trung tướng, Tổng giám đốc nhà chiến tranh chính trị, Trần Ngọc Huyến, đại tá, nguyên chỉ huy trưởng trường võ bị Đà Lạt, cùng một số quan chức cấp cao khác, men theo đường sông ra khơi, tìm đường mò về với Mỹ. Tân Tổng thống Dương Văn Minh ngồi chờ trong Dinh Độc Lập với cái được gọi là bàn giao chính quyền. Và vào đúng 10 giờ 45 phút, chiếc xe tăng đầu tiên của lữ đoàn xe tăng 203 hất tung cánh cổng sắt ở Dinh Độc Lập. Cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng ập vào chiếm lĩnh Dinh Độc Lập. Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể nội các đứng dậy. Dương Văn Minh cất tiếng: "Cách mạng đã về, các anh đã về. Từ sáng chúng tôi chờ các anh tới để bàn giao." Dương Văn Minh vừa dứt lời, một cán bộ chỉ huy quân giải phóng đã dõng dạc tuyên bố: "Toàn bộ chính quyền đã về tay cách mạng, chính quyền cũ đã sụp đổ, người ta không thể giao cái không còn có trong tay." Tổng thống và các thành viên nội các cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa thất vọng, lo lắng. Nhưng cuối cùng, họ được quân giải phóng đối xử nhã nhặn và lịch sự, không chửi bới, không bạo lực. Họ được tôn trọng tới phút cuối cùng khi rời khỏi Dinh Độc Lập, chấp nhận việc nhà nước của họ đã tàn rã. Giờ đây Việt Nam đã hoàn toàn được giải phóng. Nhưng bên cạnh những người như Dương Văn Minh buông xuôi theo thời thế, thì vẫn có những tướng sĩ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn cố chấp níu giữ lấy hào quang lè lói. Trong đó phải nhắc tới Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông là người nhất quyết ở lại từ thủ Sài Gòn, cho tới khi tận mắt chứng kiến chế độ của mình sụp đổ cũng không rời đi. Ít ai biết rằng, vào ngày Thiệu rời khỏi Việt Nam, vẫn còn nuôi ảo vọng ngay trở về. Tại Dinh Độc Lập, ông đã cho Triệu Nguyễn Khoa Nam vào và hai thầy trò tỏ ra rất tâm đắc, đầy kỳ vọng với phương án Gavin. Đó là nếu Sài Gòn thất thủ, thì khu vực cuối cùng phải an ngữ là miền Tây Nam Bộ. Sau cuộc họp đó, tướng Nam sốt sáng về Cần Thơ, vạch kế hoạch chuẩn bị cho Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn rút về từ thủ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Nguyễn Khoa Nam vẫn ngoan cố từ thủ. Đó cũng là lúc đó, ông ta phát hiện có nhiều nội dung trong kế hoạch từ thủ đã bị vứt vào sọt rác, không được triển khai đến các tiểu khu theo lệnh của ông ta. Không chỉ có vậy, ông ta còn muốn không tin vào tai mình khi nghe báo cáo tay trợ lý đã hớt tay trên khi dùng chiếc máy bay trực thăng dành riêng cho ông ta để cùng vợ con bay ra hạm đội 7 của Mỹ ở ngoài khơi. Tới ngày 1 tháng 5 năm 1975, đúng 6 giờ 30 phút, Nguyễn Khoa Nam chọn cách tự sát bằng khẩu Browning. Nhiều người cho rằng, trong tình huống không còn máy bay để di tản, tướng Nam chọn cách tự sát là do ông ta sợ bị trừng trị. Có nhân chứng kể lại, trước khi tự sát, tướng Nam đã nói với một số thuộc cấp: "Các em hạ vũ khí đi, đừng đổ máu vô ích nữa. Quân giải phóng là người chiến thắng, sẽ không đối xử tệ bạc với chúng ta đâu." Ngoài ông ta, thì tướng Trần Văn Hai, chỉ huy sư đoàn 7 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, trước sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, khoảng hơn một tuần, đích thân Tổng thống Thiệu cho máy bay riêng xuống rước chuẩn tướng Hai di tản, nhưng ông từ chối. Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi cho binh sĩ rời quần ngũ theo lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh,
Trần Văn Hai đã dùng thuốc độc tự vẫn trong phòng làm việc tại căn cứ Đồng Tâm. Thi thể ông được mẹ đem về mai táng tại Gò Vấp. Tướng Phạm Văn Phú, Sư đoàn Bộ binh 1 Việt Nam Cộng Hòa, chưa độc lập một ngày. Vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, Phạm Văn Phú tự sát bằng cách uống một liều thuốc cực mạnh, được gia đình đưa vào bệnh viện Gro và chết vào trưa ngày 30 tháng 4 sau khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. Một người khác là tướng Lê Nguyên Vĩ, Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi nghe nhật lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa các cấp buông súng, ai ở đâu thì ở đó, và chờ quân Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đến bàn giao, tướng Vĩ ra lệnh cho binh sĩ treo cờ tráng trước cổng căn cứ và cho thuộc cấp giải tán. Sau đó, Lê Nguyên Vĩ dùng khẩu Beretta 6.35 bắn vào đầu tự sát ở Bộ Tư lệnh tại Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương. Rất có thể những quan chức cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa chọn ở lại tử thủ đã lo sợ đến tình huống bị trả thù hoặc bị hành hình nếu rơi vào tay quân giải phóng. Nhưng thực tế, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chấp hành theo tuyên bố của chính quyền cách mạng, nhiều người của chính quyền Sài Gòn đã nhận được đối xử khoan dung. Như anh em đã biết, sau năm 1975, chế độ Việt Nam Cộng Hòa có hơn 1 triệu quân bị giải tán, bị Mỹ bỏ rơi, tướng tá cao cấp cũng đã chuồn khỏi Sài Gòn, nhưng vẫn còn một phần tay sai của chúng vẫn tiếp tục lẩn trốn và tìm cách chống lại chính quyền mới như ném lựu đạn, ném đá vào rạp hát, cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa, dán khẩu hiệu ở thị xã, thị trấn, đặt chướng ngại vật gây tai nạn trên đường, lập các nhóm gây rối trật tự trị an. Một số còn thu thập nhân lực, chôn giấu vũ khí, xây dựng kế hoạch hoạt động vũ trang để lập vùng ly khai. Trước sự quấy phá của bè lũ tàn dư và để đảm bảo trật tự an ninh, tháng 6 năm 1975, Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra thông cáo bắt buộc sĩ quan quân đội và viên chức thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa đi học tập cải tạo. Để phân định và có chính sách đối xử thỏa đáng, chính phủ cũng phân biệt rõ những công chức làm việc cho địch vì hoàn cảnh, vì đồng lương thì không coi là ngụy quyền. Theo nhà nước Việt Nam, một trong các mục đích của học tập cải tạo là thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước Việt Nam khi họ không đưa các cựu binh đối phương ra xét xử các tội ác chiến tranh. Bởi nếu xét xử như vậy, thì mức án với các đối tượng này còn nặng hơn nhiều, một số tù nhân có thể bị tử hình. Đồng thời cũng để chính quyền mới tạm thời ngăn chặn sự chống phá của các thành viên cực đoan của chế độ cũ nhằm giữ ổn định xã hội miền Nam thời kỳ hậu chiến. Trên thực tế, trong các báo cáo của sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rất nhiều hành động có thể được coi là tội ác chiến tranh đã được ghi lại và báo cáo như là một chiến tích trong sự nghiệp chống cộng. Nếu chính quyền mới muốn lập tòa án để xử tử tù binh chế độ cũ thì đó sẽ là bằng chứng rõ ràng để kết tội, nhưng chính quyền mới đã không làm như vậy. Việc trừng phạt những đối tượng cộng tác với quân xâm lược nước ngoài diễn ra rất phổ biến ở các nước. Hàn Quốc chính là một ví dụ. Sau khi thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc Nhật Bản, tại Hàn Quốc thì luật pháp có hẳn một quy định về đối tượng này. Trung tâm Sự thật và Công lý lịch sử đã lập ra cả một danh sách 4.389 người từng cộng tác với Nhật để xét lý lịch với con cháu của họ. Năm 2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng xóa sạch những dấu tích của việc cộng tác với Nhật Bản là điều nên được thực hiện từ lâu. Còn riêng ở phương Tây cũng chẳng kém. Khi được quân đồng minh giải phóng năm 1945, hàng loạt các nước châu Âu đã trừng phạt những người cộng tác với quân xâm lược Đức Quốc xã. Nước Pháp đã xử tử hơn 10.500 người, phạt tù 127.000 người. Hà Lan đã bắt giam 60.000 người. Đan Mạch, Bỉ và Na Uy mỗi nước cũng đã bắt giam hàng chục nghìn người cộng tác với Đức Quốc xã. Khi so sánh, thì chính sách học tập cải tạo ở Việt Nam đã khá nhân đạo khi không tiến hành tử hình bất kỳ một ai. Việc tổ chức cho ngụy quân, ngụy quyền và các đối tượng phản động ra trình diện học tập cải tạo thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, có tác dụng phân hóa hàng ngũ bọn phản động, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, đập tan luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi trả lời chất vấn trước Nghị viện Pháp vào cuối thập niên 1980 đã tuyên bố học tập cải tạo là một chính sách nhân đạo, bởi nếu ở những nước khác, bao gồm cả Pháp, những tù nhân này lẽ ra đã bị xử tử hàng loạt vì tội phản quốc, cộng tác với quân xâm lược nước ngoài. Những người này, những người đã phạm phải những tội ác tày trời chống lại đất nước, những người mà nếu ở những nước khác mà chính quý vị ở đây
các nghị sĩ, nhà báo Pháp ngay sau khi được giải phóng khỏi Đức Quốc xã biết chuyện gì đã xảy ra. Những người này được cho cơ hội trở lại là một công dân bình thường, tham gia vào cộng đồng cả nước như bao người. Các vị còn đòi hỏi gì nữa? Công việc triệu tập các đối tượng để đưa đi học tập cải tạo bắt đầu từ tháng 5 1975. Đối với hạ sĩ quan, cấp úy trở xuống, sau trình diện thì phải theo học một khóa chính trị ngắn rồi được cấp giấy chứng nhận để cho về. Đối với các cấp chỉ huy thì có lệnh trình diện bắt đầu từ ngày 13 đến 16 tháng 6 năm 1975. Chiếu theo đó thì sĩ quan sẽ đi học tập 15 ngày, trong khi các viên chức dân sự cùng những đảng viên các tổ chức chính trị của miền Nam thì thời gian học tập là 1 tháng. Sau năm 1975, ở miền Nam có hơn 1 triệu người thuộc diện phải ra trình diện. Riêng ở Sài Gòn có 443.360 người ra trình diện, trong đó có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp úy, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo, 1.469 viên chức cấp cao trong chính quyền và 9.306 người trong các đảng phái phản động. Sau thời gian đi học tập cải tạo, những người này được phục hồi đầy đủ quyền công dân. Trong vòng 48 tiếng sau khi ra khỏi trại cải tạo, người được cải tạo sẽ tới trình diện tại ban quản lý người học tập cải tạo, sau đó là về làm việc với tổ chức quản lý cấp phường, xã để trước khi trở về nhà. Đối với những người mà giấy ra trại có ghi không quản chế thì không bị quản chế và được hưởng quyền công dân ngay. Còn nếu người đó thuộc diện bị quản chế thì vẫn được về nhà, nhưng khi đi khỏi phường, xã trên 24 tiếng thì phải xin phép công an xã hoặc phường, ra khỏi quận thì xin phép công an quận và ra khỏi tỉnh hoặc thành phố thì xin phép công an tỉnh hoặc thành phố. Thời hạn quản chế là từ 6 tháng đến 1 năm. Người bị quản chế vẫn được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp của nhà nước. Sau thời gian quản chế, nếu không có vi phạm, sẽ được phục hồi quyền công dân. Thời gian quản chế có thể được rút ngắn nếu lập thành tích nổi bật trong công tác bảo vệ trật tự an ninh hoặc trong lao động sản xuất. Các cơ quan công quyền có trách nhiệm tạo điều kiện để người hoàn thành học tập, cải tạo về được lao động sản xuất để có cuộc sống ổn định lâu dài. Ngoài chương trình cải tạo, chính quyền mới cũng chiêu mộ lại những binh lính Việt Nam Cộng Hòa, gửi vào làm việc ở nhiều vị trí trong các công xưởng, thậm chí là cả trong quân đội. Điều này cũng giúp Việt Nam tận dụng được hết các nguồn lực sẵn có, vì chúng ta sau năm 1975 đã tịch thu được rất nhiều loại vũ khí hiện đại sẵn có của Mỹ. Như do chúng ta từ xưa đã quen sử dụng đồ của Liên Xô và Trung Quốc, nên gần như mù tịt với các loại khí tài made in Hoa Kỳ này. Mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa lại vốn được Mỹ dạy bảo và huấn luyện theo chương trình chuẩn Mỹ. Nhiều người còn thành thạo ngoại ngữ và từng tham gia vào các lực lượng viễn chinh, nên nếu có thể cảm hóa và sử dụng họ thì đó sẽ là món hời cho binh chủng của ta. Những người lính không quân của chế độ cũ đã góp phần không nhỏ trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 diễn ra. Mặc dù khi đó lực lượng không quân Việt Nam chưa kịp xuất kích thì Trung Quốc đã tuyên bố rút quân, nhưng những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã giúp đỡ Việt Nam trong quá trình làm quen và lái được thành thạo những chiếc tiêm kích truyền cờ của Mỹ. Qua những dẫn chứng trên, ta có thể thấy chính phủ Việt Nam đã rất khoan dung với những người từng phục vụ dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí là cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Một lần nữa cầm súng để bảo vệ tổ quốc của mình, chứ không phải là hướng về đồng bào ruột thịt. Nhưng với những người đã ăn no, đổ Mỹ, thì những hành động đó của Việt Nam lại chẳng có nghĩa lý gì. Chúng không ngại phao những tin đồn vô lý về chế độ mới. Tàn dư của Việt Nam Cộng Hòa đưa ra các dẫn chứng nghe có vẻ lý lẽ như Cộng sản giải phóng thành phố, nhưng tại sao lại có những trại cải tạo, vùng kinh tế mới là hình thức đẩy dân miền Nam ra khỏi Sài Gòn, nhằm khoét sâu mâu thuẫn dân tộc, biện minh cho bộ mặt tay sai, phản dân tộc của chúng. Về cơ bản, chính thể Việt Nam Cộng Hòa là phi pháp, nên các công cụ bạo lực của nó cũng chỉ là lực lượng phản dân hại nước, đang tâm làm tay sai cho các thế lực ngoại bang. Trong cuộc chiến vì tự do, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sát cánh và tiếp tay cho ông chủ của mình là quân viễn chỉnh Mỹ, những kẻ đã phạm nhiều tội ác phi nhân tính như thảm sát thường dân, sử dụng chất độc da cam, sử dụng bom napalm và các loại bom chùm có sức sát thương tàn bạo. Với những đòn nhục hình gần như chỉ để triệt hạ các tù binh cộng sản, đóng đinh vào đầu, đục răng, đục xương bánh chè, luộc sôi người, nhà tù Phú Quốc, địa ngục trần gian do quân đội Sài Gòn tạo ra
là minh chứng hùng hồn cho những vi phạm nhân quyền và những tội ác kiểu trung cổ, trời không dung, đất không tha của chế độ Ngụy. Vậy mà giờ đấy, những tội lỗi mà chúng từng gây ra lại được đổ ngược về cho những người lính cộng sản. Chúng không tiếc giá nào bịa đặt nên những câu chuyện vô thực về việc những tàn binh Việt Nam Cộng Hòa bị hành hạ, đánh đập dã man trong các trại cải tạo. Trong khi những người sống ở đó chưa kêu ca một lời nào, thì những kẻ đã sớm phủi mông sang Tây cư trú lại bày trò khóc thuê. Quả thực đối với lính Việt Nam Cộng Hòa từng được Mỹ chu cấp nuôi cơm, thì cuộc sống cơm ca dưa muối như kiểu quân giải phóng đúng là khổ thật. Biết là với bản chất đánh thuê, quân đội Sài Gòn hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, thiếu lý tưởng, không thể đại diện cho dân tộc Việt Nam và cũng không thể kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc. Đến khi Mỹ rút viện trợ và ngưng yểm trợ, thì quân đội này cùng với chính thể Việt Nam Cộng Hòa suy sụp nhanh chóng, không còn biết đánh đấm gì nữa. Chẳng khác nào bệnh nhân bị rút ống thở. Nhưng chúng cũng phải nhìn vào thực tế, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã tàn rã rồi và chúng đã bị Mỹ bỏ rơi. Những đứa con ghẻ của chế độ phải làm thì mới có ăn. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cùng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Xuôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.